sưu tập đầu tiên của đêm nay với chủ đề đàn lụa. Lên trên đó tất cả đều bằng tàu lá chuối khô. Và đối với những người ở quê hương Việt Nam chúng ta, chắc chắn sẽ không xa lạ gì với cái bắp chuối được cầm trên tay. Nó vừa là một món ăn rất ngon, nhưng khi nói tới bắp chuối thì mọi người đều nghĩ ngay đến vùng quê Việt Nam ngày xưa. Sưu tập